đi đâu đây? Đi qua Hầu. Dạ. Hai anh em trong nhà này bán đây nè. Ở đây có bán hàu sống đây. Ốc, ốc này ốc, ốc gì ốc đắng hả? Con này con gì? Đây là ngao hai còi. Ngao hai gì? Hai còi. Hai còi. Ngao hai đầu. Cua này. Bữa sau ra đây cua. Dạ. Ủa trong đó đang làm gì đó? Đây bếp nướng hàu đi, ngồi cho đây nướng luôn hả? Dạ. Đây là hai thanh niên làm. Ít quá vậy ta? Bán ít hả? Bán không ít quá mà. Đâu cái bao hàu luôn hả? Một bao luôn hả? Thôi nữa. Nướng 5 con này chắc cũng nhanh nữa. Nhà nướng khói lắm. 15.000 con, 5 con là như vậy. Thì đúng rồi. Đúng 85.000. Đi cộng sai. Con đủ rồi, đâu có ăn nữa. Trộn gì? Trộn nghe nó chụp cho phát. Làm điện thoại chụp cho phát. Phát của xe rồi. Ủa, quay sáng còn đẹp nè. Sắp xong cái đó. Ôi bốc khói à. Nóng quá, đi xích ra đây rồi. Nóng quá. Xích ra khói. Cái nhà mình nướng khói dữ đó bà. Nhà nướng bữa khói lắm. Này ngoài trời đỡ. Chỗ này đem vô nhà nướng rửa than nữa thôi. Ờ. Bữa nướng nhà khói lắm. Biển Cà Mau 1279 Phan Văn Trị, phường 10, Gò Vấp. Hai thanh niên giỏi hơn. Bán lâu cho em? Tháng 4 này nữa là 9 tháng. Mở ra đầu tháng 7 năm 1. Hàu này là ở đâu mình ấy về? Hàu này là ở Vũng Tàu. Vũng Tàu.
trả tiền rồi về nhé. Đây. Rồi ok. Về nha Bi. Take a body's high.